Rồi, hello anh em. Sao? Hôm nay anh em mình sẽ đi cái tour nhẹ nhẹ ha, đi phim đêm. À, 10 giờ 25 phút nha. Có 4 người. Đi ăn bốn người em nha. Một nè. Một cái hàng kiểu của cây luôn. Đó. Rồi 2 3 4 đó. Giờ mình sẽ đi xin lên quy pháp ấn trước đúng không? Rồi sau đó sẽ sau đó bắt đầu mình sẽ nghỉ ngơi, rồi mình chụp hình chụp ảnh, xong rồi mình sẽ đi qua đèo Gia Bắc đúng không? Đó. Lúc về sẽ đi qua đèo Gia Bắc. Chiếc Winner X nè, chiếc Exciter, một chiếc Winner X, và hai chiếc Winner X, một chiếc Winner V1. Mega Cool hả? À, thì bây giờ đang là 22:46 nha anh em. Đây 22:46 đang ở cái quán cà phê CM Station đó. Bốn chiếc thì chuẩn bị mình sẽ đi lên lên Quy ha. Đó. Quán cà phê này nè. Jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Chưa mà râm à. Rồi chào tất cả anh em, thì hiện tại thì qua được cái trạm dừng chân gì đây nè các bạn. Thì bây giờ tình hình là mưa quá mưa rồi, và bây giờ là khoảng 1 giờ ha, để coi tình hình bớt mưa mình đi tiếp, chứ mưa quá chạy cũng không được trơn ha. À, đang dừng chân tại tiệm phở luôn. Ê, có phở nè. Rồi chào tất cả anh em, thì hiện tại thì mấy anh em mình đã tới được cái trạm dừng chân rồi. Thì bây giờ là khoảng 2:25 rồi. Xe đi được khoảng 100 km rồi các bạn. Đó. Mà bây giờ mưa quá mưa luôn. Thì bây giờ phải kiếm cái gì để ăn ha. Đó, thì giờ anh em kiếm gì ăn nè, nó bụng quá. Rồi chào anh em cái đi. Anh em 500 nha anh em YouTuber. Nói chung chứ giờ đói bụng quá, giờ kiếm gì ăn chứ mới đi được. Không có mì luôn hả? Ok. À, mình này không có quảng cáo mì nha. Không có quảng cáo mì Lão Thái đâu nha. Thôi chỉ giờ ăn uống cho nó ok cái rồi bắt đầu lên đường tiếp nè. Bây giờ cố gắng ăn uống nghỉ ngơi chút, bắt đầu đi tiếp nè. Nãy giờ mưa lớn ha.
xe bây giờ cũng dơ thầy dơ hết luôn rồi. Má xe đen hoàng luôn. Để quá dơ rồi. Tìm điểm khác nhau với hai chiếc xe. Thôi giờ ăn mì các bạn ơi. Có gì đi tiếp rồi quay tiếp nha. Rồi, tự xử anh em. Đi tour đi đồ, má ăn mì lẩu Thái. Khổ chưa? Má cái đường xuống gì đâu, mà đi xuống rồi thay đường đi chay. Nó hù. Đây, thôi mở ra đặt lên quay nha. Rồi. Rồi, hay quá. Cảm ơn anh trai đã cứu nước. Em hổ không? Ủa quán mình bán là xuyên sáng luôn ha. Lại, bắt lại. Đặt cái muỗng lên cho ông. Đặt cái muỗng lên cho nó chẹn cái này lại. Đó, giờ là cái nước ăn mì qua ngày. Đây, em có đá sẵn rồi. Để anh em mình chưa thấy cái chỗ này có những em cũng tùy tách luôn nè. Để em đi hút thì sao? Để em đi hút chỗ này, đổ một. Thì lên chợ. Em thề, em mà không thấy thôi, em phải em đi lố cỡ nào quay lại. Có gì hết mà anh em ăn mì chung với anh em cho vui nha. Thà cho em không thấy nha. Chứ em mà thấy em đi lố cỡ nào em quay lại. Đói quá rồi. Giờ xuống mì vui. Giờ ăn mì đỡ đi, lát ăn một cái mì. Ok. Khá là ngon. Mà giờ là có gì ăn đó thôi, không có đòi hỏi được. Ăn mì. Đúng không? Thôi giờ ăn xong cái đi về đi tiếp anh. Đi về tiếp nha. Chào anh em, lại là chúng ta nữa đây. Sau hình như là 8 lần nấp mưa đó thì tình hình là sẽ đứng chu mưa tiếp. Đây những thành viên ở đây, chú mưa đây. Ngày hôm nay không ba, không biết là mình đi có bao ngày không mà sao mà cứ mưa hoài vậy trời, tình hình không ổn mà. Giờ là chắc bước chân trái là về nhà rồi. Hôm nay quái quá, lại chút mưa tiếp, không mà bắt đầu mới đi. Còn khoảng 50 cây nữa ha, còn 50 cây nữa tới là nguyên nha, 50 cây nữa các bạn, 45 cây, rồi đó. Hình như hồi nãy giờ là vô nhà dân núp không á. Cũng như là chạm dừng chân vậy các bạn. Đó. Thôi chứ không. Tắt rồi đẹp lắm. Rồi tắt đài luôn á anh em. Đi rất đài luôn á. Đi này cũng tắt. Đó, trời ơi, hai thanh niên chạy. Rồi. Cái khu này là rất là vắng luôn, nên ngay chỗ đèo chuối nha. Đó. Thì bây giờ đang tạm thời là mình sẽ đứng đợi bớt mưa là mình sẽ chạy tiếp. Nói chung là phải mặc vừa mặc áo mưa vừa chạy luôn á. Chạm đâu mà mưa thì mình hoài á. Thôi, cố gắng hoàn tất cái hành trình này đi. Lâu rồi không chạy thì bây giờ sẽ cố gắng thực hiện được cái hành trình cuối cùng ha. Rồi, hello cả nhà. Thì bây giờ hiện tại mấy anh em mình đã tới được đèo này, đèo Di Đạt. Đèo Bảo Lộc rồi anh em. Thì bây giờ là khoảng 5:10 sáng. 5:10 sáng thì bây giờ cái sương mù đó các bạn. Đó, thấy sương mù ha, khá đẹp ha. Đây sương mù. Đó, các bạn coi từ ha. 5 giờ sáng thì mình thấy được cảnh sương mù rồi, bây giờ mình sẽ đi lên Linh Quy Pháp Ấn nha. Đó, đây là đoạn ô tô rồi. Đó. Anh em, hồi nãy giờ có cảm nghĩ gì sao 8 cơn mưa? Quá rã rời, anh em rã rời, nhưng mà lên đây được cảnh rất là đẹp ha. Cố gắng. Sạch sẽ rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi theo đoàn mô tô luôn anh em ơi. Đi nắp. Wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights.
Ok, thì bây giờ thì anh em đã đến được Linh Quy Pháp Ấn rồi các bạn. Thì bây giờ chúng mình sẽ đi bộ lên. Lẹ đi mấy ông nội, thằng Quy rất đầu kìa. Đó. Đây là cây chè. Đây là hạt chè, chè xanh. Anh biết không? Đi lẹ đi chứ tàu riêng rất đậu. Lên lên nè, đi lên nè. Đó. Lẹ lên nhanh lên nhanh lên. Lá chè xanh người ta đổ chè không? Anh biết cây chè có hàng chè không? Thì bây giờ mình sẽ đi lên Linh Quy Pháp Ấn đi bộ lên khoảng 200m đúng không anh em? 200m. Ôi cái màu đẹp quá, ôi lên đây màu đẹp ghê luôn không? Xanh đẹp ghê luôn. Anh Hiếu, anh Hiếu đi bộ lên, đi bộ đường này hả? Đường kia, ghê gần không? Mầm kia. Nó phải chè. Trời ơi. Hay đi xuống đỡ mệt hơn. Cô tất nhiên. Anh nói cũng chưa được hại. Mệt quá. Đuối. À, tiếp tục cái con đường mà đi bộ lên bậc thang thì bây giờ là mình sẽ đi lên con đường bằng phẳng. Nè, cố gắng lên em ơi. Ê, tới cổng rồi. Có rất là nhiều bạn trẻ đang đi lên và chụp hình này các bạn. Đó. Ở bên đây là trúc nhiều lắm nè. Tiếp tục nha. Thì nói chung là ở đây là rất là tôn nghiêm. Các bạn nên ăn mặc lịch sự à. Nhất là không chửi tục nè. Lớn rồi, không có chửi tục nghe chưa. Bảy. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. Feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. Rồi, hello chào các bạn. Thì đây là cái cổng trời mà cái clip của Sơn Tùng MTV đóng cái clip ca nhạc lại cho nó các bạn. Đó. Thì cái khung cảnh các bạn cũng thấy ha, rất là quen thuộc ha. Đó. Từ ban công đi ra. Không có gì khác biệt. Cái bãi sân thì nó cũng nằm trong khoảng này thôi. Còn cái này là cái chùa các bạn. Thì chỗ này rất là linh thiêng, thì mình vô thì mình phải ăn mặc lịch sự cũng như là nói năng không có bị bạ ha. Rất là trang nghiêm. Thì cái đường đi lên chùa thì mình đi đường này lên nè, hoặc là đi đường kia cũng được ha. Đó. Thì ở dưới này các bạn đi bộ lên thì các bạn phải mở dép ra ha. Thì rất là sự luôn. Mở dép ra mình đi lên. Còn cái này là cổng chính nha các bạn. Đó, cái cổng chính là cái cổng ở giữa này ha. Thì cái cổng ở giữa này rất là nhiều bạn chụp hình nha. Tại vì cái view nó đẹp á các bạn, có thể là nhìn xuống cái thung lũng ở dưới nhìn rất là cảnh thiên nhiên nào này nọ ha. Nhưng mà hôm nay mình bị kẹt dính cái mưa nên không có thể nào mà đi sớm được, nên không thấy sương mù ha, các bạn thông cảm. Đó. Chỉ thấy được ánh nắng. Ánh nắng thì quay rất là đẹp luôn. Lên cái màu rất là tuyệt vời. Đó. Đây, có nhiều bạn đang selfie. Ơi, lên đó quay được không ta? Hả? Đi thử đi. Đi. Đi ra, đi ra, đi ra. Review hả? Review anh em ơi. Nói chung là cũng ừ. Đây các bạn, cái cây này là như cây kiển người ta trưng á, cho nó đẹp. Nói chung là cái chùa mình cũng không dám quay các bạn ơi.
Nó kỳ quá. Đó, cái view từ trên xuống nè. Đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ xuống cái bãi cát trắng thử nha. Loại sỏi trắng chứ. Wow. Đây. Cái sỏi trắng này các bạn. Cái bãi này rất là cũng ok lắm á. Nhiều bạn cũng check in ở đây nhiều lắm á. Đây. Rất là trắng luôn nha. Ở bên ngoài mình thấy rất là trắng tươi luôn á. Nó sạch sẽ rồi. Rồi cái biến từ phía dưới lên các bạn. Take a stand for the people.